Thưa quý vị và các bạn, quân Mông Cổ xâm lược Trung Quốc là một quá trình trường kỳ kéo dài 60 năm với những trận chiến vô cùng khốc liệt. Những vương triều tàn lụi dưới vó ngựa Mông Cổ có nhà Kim, Tây Hạ, Đại Lý và Nam Tống. Thành Cát Tư Hãn là người mở đầu chiến dịch bằng các đợt du kích vào nhà Tây Hạ vào năm 1276 và Hốt Tất Liệt, cháu của ông đã kết thúc 6 thập kỷ giao tranh, lập nên nhà Nguyên. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc bị một thế lực ngoại bang xâm lược, bình định và làm chủ. Một trong những mục tiêu lớn nhất của Thành Cát Tư Hãn là chinh phục nhà Kim để trả thù cho cái chết trước đây của tổ tiên và thu được các nguồn tài nguyên dồi dào phía Bắc Trung Quốc. Tiếp đó, mục tiêu của ông là tạo bàn đạp xây dựng Mông Cổ thành đế chế hùng mạnh nhất khu vực Âu Á. Để tạo ra nguyên cớ chiến tranh, năm 1210, Thành Cát Tư Hãn sỉ nhục Hoàng Nhan Vĩnh Tế bằng cách công khai nói rằng Hoàng đế Triều Kim hèn nhát và không đủ tư cách thiên tử. Hoàng đế phải là người chơi như ta mới phải. Hoàng Nhan Vĩnh Tế biết tin vô cùng tức giận và ra lệnh xử tử sứ giả người Mông Cổ. Căng thẳng giữa hai bên bắt đầu leo thang. Trước đây, nước Kim đã xây dựng một tuyến phòng ngự kiên cố dài đến 300 km để ngăn quân Mông Cổ. Nhiều học giả ví đây là vạn lý trường thành của nhà Kim. Khi quân Mông Cổ tiến sang, quân sư của nước Kim là Độc Cát Tư Trung dẫn 75 vạn quân đến phòng tuyến này ngăn quân Mông Cổ. Năm 1211, Thành Cát Tư Hãn thống lĩnh 5 vạn kỵ binh Mông Cổ xâm nhập đất Kim và lôi kéo người Khiết Đan và Tây Hạ nổi dậy. Tháng 8 năm 1211, Thành Cát Tư Hãn đóng quân ở Phủ Châu, Trương Bắc, Hà Bắc. Trong 2 năm 1212-1213, quân Mông Cổ san bằng hơn 90 thành trì của nhà Kim. Năm 1213, Thành Cát Tư Hãn ra lệnh tập trung binh lực giao chiến quân chủ lực của nhà Kim ở Dã Hồ Lĩnh, Tây Bắc, Trương Gia Khẩu, Hà Bắc. Trận Dã Hồ Lĩnh là một trận quyết chiến giữa quân Mông Cổ và triều đình nhà Kim. Triều đình nhà Kim đã học được bài học thất bại trong giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh là chia mỏng quân đội để đóng giữ ở các cửa ải, các thành quách. Bắt đầu áp dụng chiến lược tập trung quân số để đối phó với quân địch. Nhà Kim tập trung 45 vạn quân tinh nhuệ trên cả nước, dàn trận tại Dã Hồ Lĩnh. Quân Kim chia làm hai cánh, cánh chính có 30 vạn sẽ đánh trực diện với Mông Cổ, cánh phụ gồm 15 vạn sẽ tiếp ứng khi cần, với ý đồ dồn quân đội Mông Cổ vào con đường chết. Đây là một trận chiến có quy mô lớn nhất từ trước đến nay đối với quân Mông Cổ. Thành Cát Tư Hãn đã tiếp nhận kiến nghị của Mộc Hoan Lê, trước tiên dùng đội quân cảm tử để thọc sâu vào trung quân của Kim, rồi sau đó các cánh quân khác mới mở đường tấn công, tức tập trung 10 vạn quân để đánh thẳng vào một mục tiêu chủ yếu. Hơn nữa, chủ soái của Mông Cổ dù đứng trước mọi tình trạng nguy hiểm vẫn không hốt hoảng, vẫn bình tĩnh chỉ huy. Các tướng sĩ của Mông Cổ dám xông lên chiến đấu không sợ hiểm nguy. Do vậy, chủ lực của triều đình nhà Kim bị đánh bại. 15 vạn quân Kim tiếp ứng thì chưa đánh đã bỏ chạy trước, bỏ mặc đồng đội phải chống đỡ. Xác chết của quân Kim đã nằm rải rác trên một diện tích rộng hàng trăm dặm. Qua trận đánh này, binh lực xúc tích cả 100 năm của triều đình nhà Kim đã bị đánh bại hoàn toàn, nên thế nước của họ ngày càng suy sụp. Trận đánh tại Dã Hồ Lĩnh là một bước ngoặt lớn đối với sự thất bại của triều đình nhà Kim và sự thắng lợi của quân Mông Cổ. Tàn quân Kim ở Dã Hồ Lĩnh cố gắng tập trung lại tại doanh trại ở cuối Hà Bảo, Nam Vạn Toàn, Hà Bắc. Thành Cát Tư Hãn tập trung đại quân tiếp tục tấn công và nhanh chóng đập tan 30 vạn quân Kim ở cuối Hà Bảo. Tháng 7, đại quân Mông Cổ tiến thẳng tới Cư Dung Quan. Quân Kim quyết tâm cố thủ. Thành Cát Tư Hãn dùng mưu để bộ tướng của mình đánh nhau ở đó, còn bản thân dẫn quân tinh nhuệ đang đêm theo đường nhỏ tập kích Tử Kinh Quan. Sáng sớm hôm sau, quân thiết kỵ Mông Cổ đã áp sát Tử Kinh Quan, quân Kim đại bại. Năm 1214, nhà Kim chuyển kinh đô về Biện Kinh, tức Khai Phong, kinh đô cũ nhà Tống, để tránh người Mông Cổ. Tháng 6 năm 1214, quân Mông Cổ mở cuộc tấn công vào nước Kim lần thứ hai. Họ bắt đầu từ Bắc Khẩu, tấn công Cảnh Châu, Kế Châu, Đàn Châu, Thuận Châu. Tháng 7, thái tử nước Kim là Hoàn Nhan Thủ Trung bỏ chạy khỏi Trung Đô. Tháng 10, Mộc Hoan Lê xô quân tấn công Liêu Đông. Tháng Giêng năm 1215, Thạch Mạt Minh An, anh em Gia Luật xô quân tấn công thành trì. Quân Mông Cổ đánh chiếm được Thông Châu, áp sát Trung Đô.
Hành Cát Tư Hãn ra lệnh cho tướng Mộc Hoa Lê vây kín Yên Kinh, lại ra lệnh cho Triết Biệt đóng quân dọc đường từ Khai Phong tới Yên Kinh, chặn đánh tất cả các đoàn tiếp tế lương thảo. Về phía Kim, khi triều đình Kim rút lui để Hoàn Nhan Thừa Huy ở lại cố thủ, một bên quyết bao vây, một bên quyết cố thủ. Hết mùa đông sang mùa xuân, thành Yên Kinh vẫn đứng vững, nhưng lương thực trong thành ngày một cạn. Vì trước đây lương thực do hai nguồn tiếp tế, một là do các châu, huyện Hoa Bắc giao nộp, hai là tiếp tế từ Biện Lương lên. Nay tất cả thành trì, châu, huyện trên vùng Hoa Bắc bị quân Mông Cổ kiểm soát, nguồn tiếp tế từ miền Nam lên bị chặn đánh. Tháng 3 năm đó, Hoàn Nhan Thừa Huy gửi quyết thư đến Khai Phong để xin tăng viện. Nhà vua mới đã phái một quan văn giữ chức ngự sử trung thừa là Lý Anh tăng cường quân đội vận lương chi viện cho Trung Đô. Tháng 4, toán quân tăng viện bị quân Mông Cổ tiêu diệt tại Bá Châu. Trung Đô bị tuyệt lương nên vô cùng nguy ngập. Quá tuyệt vọng, Hoàn Nhan Thừa Huy trấn thủ quyết xua quân đánh một trận phá vòng vây. Nhưng các tướng không tuân lệnh, ông lấy máu viết biểu tố cáo việc này lên vua Kim, phân phát tài vật cho thuộc hạ, rồi uống thuốc độc tự tận. Ông chết rồi, đang đêm viên tướng trấn thủ mở cửa thành, cùng người ái thiếp bỏ trốn. Quân trong thành không tướng chỉ huy, các tướng coi binh đoàn tranh quyền, đánh lẫn nhau, không ai giữ cửa thành. Một vài toán quân bị bại mở toang cửa thành ra hàng Mông Cổ. Mộc Hoa Lê dù 1,5 vạn kỵ binh, dẫn theo 30 binh đoàn thân binh tràn vào thành. Kỵ binh Mông Cổ xông vào tàn sát quân lính và dân chúng, đốt phá khắp nơi. Tính ra có tới 5 vạn quân Kim bị giết với khoảng 50 vạn dân chúng chết trong loạn quân. 10 vạn phụ nữ lên thành nhảy xuống tự tử vì sợ hãm hiếp. Trong 3 tháng, thành Yên Kinh vẫn còn bốc cháy. Tháng 3 năm Trinh Hữu thứ 2, Mông Kim hòa nghị thành công. Tháng 5, Tuyên Tông quyết định rời đô về Biện Kinh, nhưng sau đó chiến tranh Mông Kim lại tái phát. Tháng 5, năm Trinh Hữu thứ 3 1215, Trung Đô thất thủ. Tháng 10, Bồ Tiên Vạn Nô tại Liêu Đông tự lập làm vua. Nước Kim từ đó liên tục thất bại, không kháng cự nổi. Các lực lượng vũ trang nông dân mặc áo đỏ nổi dậy chống lại nhà Kim dưới tên gọi Hồng Áo Quân. Năm 1217, tướng Mộc Hoa Lê chỉ huy quân Mông Cổ tiếp tục xâm chiếm đất đai của Kim. Triều đình nhà Kim dưới sự lãnh đạo của tể tướng Chuật Hổ Cao Kỳ tiếp tục rút về phía Nam. Khi Chuật Hổ Cao Kỳ nắm quyền triều chính năm 1217, ông ta đã sai lầm quyết định đánh Nam Tống và tiến vào vùng đất của Nam Tống. Nhưng do thất bại nên năm 1218 Chuột Hổ Cao Kỳ bị xử tử. Chiến sự nổ ra cho đến năm 1224 và quân Kim chịu tổn thất nặng. Năm 1224 Hoàn Nhan Thủ Tự tuyên bố Kim sẽ không bao giờ đánh Tống nữa. Quân Kim phải dàn quân ở cả phía Nam và Bắc và bị cô lập vì không liên kết được với Nam Tống chống quân Mông Cổ. Nhận thấy nhà Kim đã suy yếu, Nam Tống liên kết với Tây Hạ để tấn công Kim vào năm 1220. Năm 1223, Mộc Hoa Lê đánh vào Thiểm Tây, tấn công Trường An. Tại đây, lực lượng của Kim rất mạnh, đông tới 20 vạn người do tướng Hoàn Nhan Hợp Đạt chỉ huy. Mộc Hoa Lê chuyển sang bao vây Phượng Tường với lực lượng 10 vạn người. Cuộc bao vây kéo dài hơn một tháng và quân Mông Cổ bị quấy rối bởi các lực lượng địa phương, trong khi quân tiếp viện của Tây Hạ không đến. Mộc Hoa Lê sau đó chết bệnh vì uất ức và quân Mông Cổ rút lui. Khi hai bên giao chiến ở vùng Sơn Đông, dọc đường 10 nhà thì 9 nhà bỏ trống. Người trên đường nhao nhao chạy nạn, quân Kim tan vỡ, quân lính thua trận chạy về cướp đoạt tiền bạc, hãm hiếp phụ nữ. Đà Lôi và Mộc Hoa Lê cầm quân đánh Kim, đại chiến mấy trận ở Sơn Đông đánh quân Kim đại bại tan rã. Quân sĩ còn lại của nước Kim tập trung ở cửa Đồng Quan, đóng chặt cửa quan cố thủ, không dám ra Sơn Đông nghênh chiến. Năm 1223, cả tướng Mông Cổ, Mộc Hoa Lê và vua Kim Tuyên Tông đều chết. Kim Mai Tông Hoàn Nhan Thủ Tự lên kế vị và cố gắng huy động lực lượng chống lại sức mạnh của Mông Cổ. Năm 1227, trước khi chết, Thành Cát Tư Hãn đưa ra ý tưởng liên Tống diệt Kim. Ông nói, tinh binh của Kim tập trung ở Đồng Quan. Đồng Quan thuộc tỉnh Thiểm Tây. Phía Nam thì chiếm Liên Sơn, phía Bắc thì ngăn bởi Đại Hà, tức sông Hoàng Hà, nên rất khó tiêu diệt. Vì Tống và Kim thù địch lâu đời nên nếu mượn đường của Tống đánh Kim thì chắc là Tống sẽ cho. Sau đó cho quân vòng qua đường Châu, đường Hà tỉnh Hà Nam, Đặng Châu, huyện Đặng tỉnh Hà Nam rồi đánh thẳng vào Khai Phong. Kim sẽ lấy quân từ Đồng Quan sang chi viện. Quân Kim dù có mấy chục vạn nhưng hành quân đường xa, người ngựa đều mệt mỏi.
không thể tác chiến ngay được, đó là lúc ta đánh thắng được họ. Năm 1227, Mông Cổ tiêu diệt Tây Hạ, thiết lập liên minh của họ với Nam Tống đánh Kim. Năm 1229, lần đầu tiên trong 20 năm giao chiến, 400 kỵ binh trung hiệu quân của Kim, bao gồm người Duy Ngô Nhĩ, Nãi Man, Khương đã đánh bại 8.000 quân Mông Cổ tại Thanh Dương, Cam Túc. Năm 1231, quân Mông Cổ quay trở lại đánh Phượng Tường và chiếm được. Lực lượng quân Kim đóng ở Trường An hoảng sợ, đem toàn bộ dân chúng rút khỏi thành, chạy về Hà Nam. Một tháng sau, quân Mông Cổ đã chia quân ba mặt Tây, Bắc, Đông tấn công vào Khai Phong. Cánh quân phía Tây do Đà Lô chỉ huy có 4 vạn quân từ Phượng Tường tiến vào Đồng Quan, xuyên qua lãnh thổ của Nam Tống ở sông Hán gần Tương Dương, áp sát Đặng Châu, bất ngờ tấn công mặt Nam của Khai Phong. Nhà Kim phái Bình Chương Chính Sự Hoàn Nhan Khở Tả, cô mật sứ Di Sư Phủ Á cùng 17 đô úy thống lĩnh 15 vạn bộ binh và 2 vạn kỵ binh đến Thuận Dương, chiết xuyên Hà Nam phía Tây Đặng Châu. Hoàn Nhan Khở Tả nắm bắt được tình hình và đưa 20 vạn quân nghênh chiến. Tại Đặng Châu, Hoàn Nhan Khở Tả cho người và ngựa mai phục sau núi, nhưng quân thám mã của Đà Lôi đã biết được. Đà Lôi cho một số kỵ binh chạy vòng trong thung lũng Nghi Binh và quân chủ lực tấn công quân Kim từ phía sau. Tại núi Dư, tây nam Đặng Châu, quân hai bên giao chiến. Quân Kim chiếm ưu thế về người và chiến đấu rất hăng. Quân Mông Cổ phải lui về 30 dặm và thay đổi chiến thuật. Đà Lôi cho một số quân ở lại kìm chân quân Kim, còn lại quân chia nhỏ theo đường vòng tiến về phía bắc Khai Phong, tránh không cho quân Kim biết. Trên đường tiến quân từ Đặng Châu đến Khai Phong, quân Mông Cổ dễ dàng chiếm hết vùng này đến vùng khác, đốt cháy các thứ cướp được để ngăn Hoàng Nhan Khở Tả cho quân đuổi theo. Hoàng Nhan Khở Tả buộc phải rút lui và đụng độ dữ dội với quân Mông Cổ tại núi Tam Phong thuộc Điếu Châu, Vũ Châu, Hà Nam. Vào lúc đó, quân Kim tại Hoàng Hà cũng rút về phía nam chặn cánh quân của Đà Lôi. Cánh quân trung lộ của Mông Cổ do Hãn, Hoa Khát Đài nắm lấy cơ hội vượt qua sông và hội quân với Đà Lôi cùng bao vây quân Kim, tổng hợp cả hai cánh quân cũng mới có 5 vạn quân. Cánh quân Kim của Hoàn Nhan Khở Tả vẫn còn 10 vạn quân sau trận đánh trước và quân Mông Cổ chọn chiến thuật làm kiệt sức đối phương. Tại các vùng khác, quân Kim chỉ còn lại ít và việc chuyển lương gặp nhiều khó khăn. Tinh thần quân lính suy sụp. Khi quân Kim tiến đến núi Tam Phong, bất ngờ có trận bão tuyết ập đến. Thời tiết quá lạnh nên mặt ai cũng trắng như người chết và tiến quân rất chậm. Lúc này quân Mông Cổ đã tập kích, hàng ngũ quân Kim tan rã nhanh chóng. Quân Mông Cổ tàn sát không thương tiếc quân Kim, Hoàn Nhan Khở Tả và nhiều tướng khác bị tử thương. Gần như toàn bộ quân chủ lực của Kim ở Thiểm Tây và Hà Nam hầu như bị tiêu diệt trong trận này. Tháng 4 năm 1233, thành Khai Phong thất thủ, Kim Ai Tông Hoàn Nhan thủ tự chạy đến Quy Đức, sau lại đến Thái Châu, Nhữ Nam, Hà Nam. Quân Mông Cổ tấn công kinh đô Biện Kinh của Triều Kim và quân Mông Cổ bị người Kim chống trả ác liệt, khiến tướng sĩ Mông Cổ chết nhiều. Tướng sĩ Mông Cổ đã đề nghị Hoa Khoát Đài làm cỏ kinh thành Khai Phong để trả thù cho quân sĩ. Hoa Khoát Đài ban đầu cũng đồng tình theo ý của viên tướng Tốc Bất Hợp, nhưng Gia Luật Sở Tài đã dùng lý lẽ can gián liên tiếp và Hoa Khoát Đài nghe ra, cuối cùng chỉ cho giết những người là tay chân của vua Kim. Sự can gián của Gia Luật Sở Tài đã cứu sống hơn 147 vạn dân vô tội trong thành Khai Phong. Nửa năm sau, tháng 1 năm 1234, liên quân Mông Tống, Công Hãn, Thái Châu, nhà Nam Tống cho tướng Mạnh Củng dẫn 2 vạn quân và 30 vạn thạch lương đến hội quân cùng công phá Thái Châu. Quân Mông Cổ từ phía Tây, quân Tống đánh từ phía Nam, vua Kim tự tử, kết thúc vương triều Kim. Ban đầu, quân Mông Cổ liên minh với nhà Tống vì cả hai đều có kẻ thù là nhà Kim. Tuy nhiên, liên minh này nhanh chóng đổ vỡ khi nhà Kim của người Nữ Chân bị tiêu diệt hoàn toàn năm 1234. Nhà Tống đã ngay lập tức chiếm vùng Lạc Dương, Trường An, Khai Phong và giết hại sứ giả quân Mông Cổ. Lúc này, chiến tranh hai bên chính thức nổ ra. Với thực lực của mình, quân Mông Cổ đẩy nhà Tống lùi sâu về sông Dương Tử và cuộc chiến kéo dài trong hơn 40 năm cho tới 1276. Số lượng quân sĩ Mông Cổ tham chiến ở miền Nam Trung Quốc rất lớn so với số quân xâm lược Trung Đông năm 1256. Trước đây, quân Mông Cổ cần rất ít thời gian để chinh phạt Kim và Tây Hạ, những nơi không phải người Hán sinh sống. Khi tấn công nhà Tống, thời gian kéo dài hơn nhiều. Quân nhà Tống lúc đó được trang bị vũ khí rất hiện đại, gồm cung tên lửa, pháo lửa và máy phun lửa. Sự chống trả quyết liệt của nhà Tống khiến quân Mông Cổ trải qua thời kỳ đánh trận dai dẳng và khó khăn nhất.
quân Mông Cổ thậm chí còn phải thu phục từng người dân địa phương nhằm tạo lợi thế nhỏ nhoi trước nhà Tống. Sau vài trận đánh bất phân thắng bại, quân Mông Cổ không thể nào tiêu diệt phòng tuyến của nhà Tống ở Điếu Ngư, thành phố Trùng Khánh ngày nay. Bước ngoặt xảy ra khi tướng bảo vệ ở phòng tuyến này không được nhà Tống khen thưởng mà trái lại còn bị phạt. Người này sau đó bỏ trốn sang phía Mông Cổ. Người này gợi ý cho Hốt Tất Liệt rằng phải chiếm được thành trì Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc ngày nay thì mới giành được thắng lợi. Quân Mông Cổ ngay lập tức tấn công Tương Dương và bao vây thành trì này trong vài năm với sự giúp đỡ của các kỹ sư Iraq chế tạo máy bắn đá. Những kỹ sư này là lực lượng chấp nhận thần phục đế chế Mông Cổ và dùng tài năng của mình trong các trận chiến giúp đỡ chủ soái mới. Cuối cùng, Tương Dương phải đầu hàng, nhà Tống tiếp tục phái quân cứu trợ Tương Dương dưới sự chỉ huy của vị tướng kém cỏi Giả Tự Đạo. Chính ông là người góp phần rất lớn cho sự diệt vong của nhà Tống. Năm 1276, nhà Tống đầu hàng Mông Cổ. Thưa quý vị, với ước vọng thống lĩnh toàn cõi Trung Hoa, Hốt Tất Liệt lập ra Triều Nguyên và trở thành hoàng đế nước ngoài đầu tiên ở Trung Quốc. Dù nhà Tống đã đầu hàng, nhưng tàn quân vẫn tấn công không ngơi nghỉ. Vài năm sau, lực lượng tàn quân này mới chấm dứt. Lịch sử của nhà Kim được viết dưới thời nhà Nguyên. Kim Sử là một sách lịch sử trong 24 sách của Nhị Thập Tứ Sử do Thoát Thoát biên soạn năm 1345. Tổng cộng có 135 quyển và viết từ sự ra đời cho đến khi diệt vong của nhà Kim.